Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone trên trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì xin thưa các bác rằng chúng ta tiếp tục câu chuyện về các sàn tăng, ma tăng. Nhưng mà nó có ảnh hưởng tới những người tu chân chính hay không? Như tôi chia sẻ với các bác thì trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thì vẫn có rất nhiều những cái vị chân tu, tức là người tu chân chính. Tôi biết rất nhiều trong số này, ít nhất là 5 vị, và biết lâu rồi chứ không phải là mới. Và cái việc mà bây giờ người ta bắt đầu là hạn chế đi cúng dường tại các chùa của giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc này thì cũng đã được xác nhận. Và ông Thích Nhật Từ thì cũng đã lên và bắt đầu rằng là đấu tố rồi là công kích mọi người là bởi vì vấn đề cúng dường của đạo Phật. Thế thì nó có ảnh hưởng tới các nhà tu sĩ chân chính hay không? Thế thì tôi chỉ xin chia sẻ đôi điều với các bác thế này. Tôi chưa hỏi với cái người mà tôi biết. Bây giờ thì thực sự họ đang tu hành theo cách riêng của họ. Có người thì sang Nepal hay là Bhutan rồi. Có người thì lâu lâu tôi cũng không liên lạc lại rồi. Đó, có người hiện nay thì đang ở Hà Tĩnh. Thế thì nhưng mà có người thì kể với tôi câu chuyện thế này. Đó chính là cái việc mà những người tu chân chính ấy, người ta lại không cảm thấy phiền hà gì về cái việc đó. Ô kỳ lạ không? Các bác thấy rằng là nhiều người, nhiều tu sĩ Phật giáo, nhiều chúng ta gọi rằng là trong giáo hội thì lên tiếng rằng là cái này nó ảnh hưởng tới đạo Phật, nó ảnh hưởng tới đạo kia vân vân. Thế nhưng mà kỳ lạ thay, những người tu chân chính thì người ta lại cảm thấy không hề phiền hà. Và thậm chí rằng là người ta còn thấy vui nữa là khác. Hôm nay thì một anh của tôi kể rằng là khi đến chùa, một số chùa của anh ấy quen ấy, không phải chùa nổi tiếng đâu, nhưng hầu hết là chùa nhỏ, thì cái lễ Vu Lan trong năm nay là tổ chức rất là nhỏ, nhưng mà nó cũng đầm ấm và các Phật tử là tự tổ chức cho nhau với cái sự hướng dẫn của sư thầy. Và sư thầy thì vẫn rất vui vẻ. Và trong suốt cả cái quãng thời kỳ như thế này thì gần như là sư thầy không hề nói gì đến cái chuyện là cúng dường hay nọ kia vân vân. Và họ hoàn toàn không có vấn đề gì về cái việc cúng dường. Thế tôi mới giật mình, tôi bảo rằng là ôi, thế hóa ra là mấy ông ma tăng, sàm tăng, ông mới cảm thấy rằng là không được cúng dường, ông ấy mới thì là mới tức tối, mới là lên tiếng rồi nói rằng là chống phá đạo Phật nọ kia vân vân. Còn những bậc chân tu thì họ đâu có quản cái gì chỗ này đâu. Họ đâu có cảm thấy rằng là phiền hà gì đâu. Và họ còn thấy vui bởi vì rằng là những người tu chân chính thì được an ổn tu hành. Còn những cái người mà cảm thấy rằng là như với ông này thì mới cảm thấy rằng là tức tối bất mãn. Thế hóa ra chúng ta mới thấy rằng là ẩn sâu trong đó, tức là họ nhân danh cái việc cúng dường, nhưng mà để mà gọi là chấn hưng hay là hoằng pháp hay là thế nào đó của đạo Phật. Nhưng thực tế là khéo là họ lại có cái gì ở đằng sau đấy. Còn những người mà xuất gia tu hành một cách thật sự thì họ không có phiền hà gì, nó không hề có dính mắc gì. Nhỏ thì ta tổ chức nhỏ, và lớn thì ta tổ chức lớn. Đó nhiều khi nó chỉ là cái phận sự, là cái nghĩa vụ thôi, chứ họ phải làm, không làm cũng không sao, mà làm thì cũng không sao, không có dính mắc gì, cũng không phiền hà gì, không buồn gì cả. Đó. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là hóa ra tu hành chân chính nó là như vậy. Còn những người hơi mở mồm ra tí là cúng dường, là đạo nghĩa, đạo pháp, đạo vân vân, thì chưa chắc những cái lời nói thốt ra của họ là cái sự thật đâu. Thế cho nên tôi hy vọng rằng là nhà nước mạnh dạn làm loại bỏ những cái ma tăng, sàm tăng này ra khỏi cuộc sống. Bởi vì Phật giáo cũng vậy thôi, cũng như vậy thôi, có những kẻ thoái hóa biến chất ở bên trong á, thì họ hay dùng cái chiêu bài nhân danh lắm, nhân danh cái nọ, nhân danh cái kia, nhưng để rồi trục lợi. Và khi cái trục lợi nó biến thành cái lý tưởng sống, nó vượt qua cái hạnh nguyện tu hành xuất gia để mà giải thoát, thì lúc này nó lại biến thành một cái nghề. Mà đã là nghề thì người ta luôn luôn dùng là nhiều cái mưu mô trước quỷ để mà kiếm tiền, vì người ta nghề kiếm tiền mà, thì mục đích đối tượng nó là kiếm tiền, thì họ sẽ dùng nhiều cái mưu mô, nhiều cái mưu ma trước quỷ để mà họ mục đích là kiếm tiền.
Thế cho nên chúng ta mới thấy rằng là nhiều kẻ tu hành thì hở ra phát cái là cúng dường, nhiều thích nhật từ, thậm chí là thích chuyển khoản, nói cái vân vân. Bây giờ chúng ta mới thấy rằng những người như ông thích chân quang à, cúng thì cứ phải là cúng dường bằng cái tiền là mệnh giá, mệnh giá cao, chứ đừng cúng tiền bằng mệnh giá thấp, và phải đưa tận tay thầy chủ trì, đấy thì mới được phước lớn. Tức là đánh vào cái tận dụng cái luật nhân quả, lợi dụng cái luật nhân quả để mà một là kích thích cái lòng tham, gieo cho người ta rằng là cái này mới được phước báu, nhưng kiểu đi buôn thì lãi nhiều, mà đưa ta 500 nghìn là nhiều khi là bằng cúng dường 5 triệu chỗ khác, đấy kiểu thế. Hoặc là đánh vào cái nỗi sợ, nếu không cúng dường thì sẽ bị thế loại thế trai. Đó. Còn bên phía của ông Thích Chúa Thánh Minh cũng vậy, để có được cái tiền đó, mục đích tối thượng là tiền, thì sẽ dùng ra đủ thứ. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là oan gia trái chủ, nọ kia vân vân, cũng lợi dụng cái luật nhân quả. Và thậm chí là có những cái, nhiều nhà tu hành có những cái để mà mang cái tính thuyết pháp cho mình, lại còn tự viết ra kinh sách, để rồi bảo rằng là tôi trích dẫn kinh sách như thế. Nhưng thực tế kinh đấy là ông tự viết ra chứ đâu phải Đức Phật viết ra đâu. Đó, chơi cái trò như vậy là tán là số hổ. Rồi nhiều chùa các bác thì thấy rằng là dâng sao giải hạn, chuyển nghiệp giải nghiệp, đâu có làm được đâu. Khi đồng tiền đã chi phối rồi thì nó sẽ làm biến tướng tất cả và không còn rời xa một đầu nữa. Còn đối với nhà tu hành chân chính, những nhà mà đạo đức phạm hạnh thì họ không vì cái này mà buồn phiền. Cái này tôi khẳng định với các bác luôn là không vì cái này mà buồn phiền. Nhiều nhà tu hành họ không cảm thấy này buồn phiền đâu. Bởi vì đã là tu hành thì họ vượt trên cả cái tham sân si, tức là hỉ nộ ái ố, vượt trên hết. Có khen họ cũng thế, mà chê họ thì cũng vậy. Họ là cái giữ một cái tâm, là cái tâm quân bình, bằng phẳng, không một cái chút gợn sóng nào, thì đó mới là nhờ tu hành. Chứ còn tu hành như chúng ta suốt ngày có sân si, hỉ nộ ái ố, chửi người nọ mắng người kia, phê phán người nọ, phê phán người kia, thì không phải là nhà tu hành. Các bác có bao giờ thấy là sư Minh Tuệ rằng là như thế nào không? Người ta đánh sư Minh Tuệ thì có thấy sư Minh Tuệ là có tức tối hay không? Hay là có nói xấu ai hay không? Hay rằng là có ghét bỏ ai hay không? Không hề, đúng không ạ? Hay là khen sư Minh Tuệ thì sư Minh Tuệ có vui vẻ bình thường hay không? Cũng chỉ cảm ơn thôi. Người ta mắng sư Minh Tuệ cũng cảm ơn. Người ta khen sư Minh Tuệ thì sư Minh Tuệ cũng cảm ơn. Hết. Đó là câu chuyện là tâm quân bình. Cho nên những nhà sư tu hành ấy, họ không vì cái này mà buồn phiền. Cho nên tôi nghĩ rằng là nhà nước cứ làm mạnh tay. Cứ làm mạnh tay. Bởi vì bản chất của đạo Phật nó không xung khắc gì với pháp luật. Và nhiều khi nó còn cao hơn pháp luật một bậc. Với pháp luật ăn trộm ăn cắp thì mới là vi phạm. Thế nhưng mà nhưng mà thì mới là vi phạm bị bắt vào tù. Đúng không? Thế nhưng mà đối với nhà tu hành thì nói dối không thôi đã là vi phạm rồi. Đó. Cho nên nó còn cao hơn cả cái đó một bậc, cái pháp luật một bậc. Cho nên là những nhà tu hành chân chính chắc chắn họ sẽ không bao giờ phạm pháp. Còn những kẻ nào mà lợi dụng thì cứ bắt thẳng tay, có cái gì đâu mà ngại. Nhiều anh chị bảo rằng là hôm nay có anh chị bảo tôi rằng là cũng ngại, bởi vì đây là người ta sợ là tôn giáo nọ tôn giáo kia, làm mạnh tay quá thì thế giới nó nhìn vào. Anh vi phạm pháp luật thì tôi cứ xử thẳng cánh thôi. Pháp luật chúng tôi coi là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Mọi người có quyền đức tin của mình. Nhưng cái đức tin đó, những cái hành vi đó nó không được vi phạm pháp luật. Còn anh mà mượn cái này anh vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo, anh vi phạm đủ thứ về pháp luật, thì đương nhiên là chúng tôi cứ xử lý một cách rất là bình thường. Đúng không? Có đạo Phật nào dạy con người ta cũng quan tâm là trái chủ không? Có đạo Phật nào người ta dạy rằng là dâng sao giải hạn không? Hay Đức Phật trong nhiều kinh sách của mình có nói rằng là cái việc mà cúng rồi giải lệ nó chả giải quyết được cái việc gì cả. Một cái ví dụ đơn giản của kinh sách Đức Phật và rằng là cúng và làm lễ thì có được hay không, thì Đức Phật bảo là anh hãy ném hòn đá xuống nước để xem bảo anh có cúng được để mà cho hòn đá nó nổi trên mặt nước không. Nếu nó nổi được lên thì là cúng là có tốt, là có tác dụng. Còn nếu nó không nổi lên được thì hỏng. Đúng không? Anh đổ cái giọt dầu này xuống nước xem, bây giờ anh cúng nó để nó chìm xuống nước rồi đấy. Thế cho nên đây là cái câu chuyện rằng là Đức Phật còn bài trừ cái mê tín dị đoan mà trước đây tôi chia sẻ với các bác là nhiều bác không tin, người ta cứ dùng lễ bái.
người ta cứ dùng nó kia vân vân. Những cái lễ đó nó vẫn là để xác định cái tâm của con người, thì cái lễ đó thực tế là không có tác dụng, nó không có tác dụng được tuổi đó, mà chỉ có mình tự mình giác ngộ, tự mình hành xử. Cho nên cái việc mà nhà tu hành tôi chia sẻ các bác buổi trong cái đầu clip ấy, nó không có vì cái chuyện mà cúng dường mà buồn khổ đâu, không có. Bởi vì cuộc đời của họ là chỉ cần có ba y một bát, và đơn giản là có được cái ăn là tốt lắm rồi, có được một bữa ăn buổi sáng, bữa cơm chay buổi sáng là tuyệt vời lắm rồi. Thế họ còn cao ước gì cúng dường nữa đâu đó. Cho nên là hy vọng nhà nước không phải lo, mà phải diệt tận gốc cái đội này, tận gốc cái đội này. Và đây nên mới là những cái kèm phá hoại đạo Phật kinh khủng nhất, và làm con người ta u mê mù quáng khủng nhất. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.